tàu cá bị chìm, ngư dân vật lộn trong sóng dữ để giữ tính mạng. Những ngày qua, tại vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ liên tiếp xảy ra nhiều tàu cá gặp nạn. Điều đáng nói, các trường hợp tàu cá bị chìm khi đang đánh bắt ở vùng biển ven bờ. Và đây không phải là vùng trực tiếp bị ảnh hưởng bão số 7. Vậy thì vì sao các tàu cá lại gặp nạn? Thực tế này tiếp tục cảnh báo về những mối nguy khó lường đối với các tàu cá khi hoạt động trên biển trong thời gian này, kể cả ở vùng biển ven bờ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ông tưởng được cứu sống sau một đêm vật lộn trong sóng dữ, chỉ với tấm ván vỡ vụn từ con tàu. Cả năm ngư dân trên tàu cá KH01935 giữ được mạng sống. Đó như là một phép màu, bởi con tàu mà họ đang đánh bắt đã chìm sau một cơn sóng dữ. Sự việc xảy ra vào tối 31 tháng 10 tại vùng biển ven bờ có tên là Bãi Rạng, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sóng là quá bự, quá to rồi. Nó đập cái ghe xuống là coi như nó lên cuồng luôn. Rồi nam em được ngắp đầu là vậy. Không chỉ trường hợp tàu cá KH01935 mà trong những ngày qua, ở vùng biển hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã liên tiếp xảy ra tàu cá gặp nạn. Điểm chung của các sự cố này đều là những tàu cá công suất nhỏ khai thác ở vùng biển ven bờ. Nhiều người dân nghĩ rằng bão số 7 không ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Nam Trung Bộ. Hơn nữa thời gian này, biển ven bờ nhiều cá nên ngư dân vẫn không bỏ biển. Trong khi đó, khai thác ven bờ, người dân thường dùng các phương tiện nhỏ. Đã vậy, hầu như rất ít ngư dân mang theo những trang thiết bị cứu hộ. Không ai ngờ, những ngày qua, nhất là vào ban đêm, sóng biển dữ dội đến mức đánh chìm tàu cá. Thì lúc tới là sóng gió là nó thất thường, nó dội sóng hồi nào thì nó dội thôi. Cũng cần nhắc lại, hồi tháng 4 năm nay, khi chưa phải là mùa mưa bão, nhưng thời tiết bất thường cũng đã đánh chìm phá tan 176 tàu cá của ngư dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Còn những tháng qua, khi vào mùa mưa bão, nhiều tàu cá tiếp tục gặp nạn, trong đó không ít trường hợp xảy ra ở vùng biển ven bờ. Rõ ràng, không phải cứ hoạt động ven bờ là sẽ giảm bớt rủi ro, nhất là khi thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Đề nghị là bà con là hết sức cảnh giác. Hai nữa, khi mà đi ra khơi đánh bắt thủy hải sản ấy, thì phải mang đầy đủ các cái thiết bị như phao cứu sinh, rồi phao tròn, các cái hệ thống đảm bảo khác. Sự cố xảy ra đấy, thì làm sao mà nhanh nhất báo với các lực lượng chức năng. Dự báo cập nhật mới nhất cho thấy, trong tháng 11 này, khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nỗi lo tai nạn tàu cá sẽ còn kéo dài. Cũng vì vậy, khuyến cáo tiếp tục đưa ra đối với ngư dân vẫn là hết sức cẩn trọng trước mọi chuyến biển.